quan thập cẩm. Chờ chút xíu. Chim ăn ba này không? Cơm trái không? Bánh bốn cái nhỏ một lớn đâu ạ? À? Rồi em nghe, nhìn mấy bạn đi. Quay bánh đi. Ồ, nó đẹp. Này bánh mì gì ta? Bánh mì tên gì quên này? Nguyễn Ngọ. Bánh mì Nguyễn Ngọ đối diện gì à? Chợ Hồng Kông 4. Đó. Các bạn ăn thử nha. Mặt mà Kim phê quá rồi. Quay, đang quay mà Kim. Hẹn gì nữa không? Uống cà phê không? Uống cà phê uống nước ngọt không? Nghĩ sao vậy? Chưa đủ mặt không? Chào khách. Chào buổi sáng. À, này là ổ nhỏ này nè, mấy bạn thấy ổ nhỏ không? Ổ nhỏ chừng tất nè. Ổ nhỏ rồi thấy không? Với chút chiếu. Đó, ổ này thì được lần hai cái đó trong nè. Đó. Mình nghĩ là ai mà ăn ít thì ăn này, còn ai mà ăn không ít thì chắc mua 4 ổ ăn. Rồi. Topic pizza. Đó, các bạn có thể thấy là nó sẽ có đủ loại pizza cho mình có thể lựa chọn cái top của nó là như thế nào. Thì hoàn toàn là free hết.
các bạn có thể chọn có thể là pepperoni hay là meatball vừa đây hoặc là ớt xanh mushroom cheese nè cheese. Các bạn chọn xong rồi thì có khoảng 13 size 8 inch, 10 inch với 14 inch. Các bạn phải chọn cái top ở trên này. Sau đó người ta sẽ để vô cái máy nướng ở đây nè. Nướng trực tiếp luôn thì cái pizza đây nó mỏng lắm cho nên nó dễ chín. Chứ không phải là pizza loại kho người ta để vô lò thì nó chạy qua vậy là nó chín nè. Cũng ngon các bạn. Ở Cali thì mình chưa thấy cái dạng như vậy. Cho nên là anh em mình thấy rất là hay. Du du đây hai người chờ ăn ngắm đường xe lệ bên kia có cô nữa đường xá khu này cũng coi như là khu sang đúng không. Khu này gọi là khu sang á, không phải giống như khu dưới mình đâu. Đó, đẹp á. Đó, pizza nó ra nè đó. Nướng xong rất là thơm nha mấy bạn. Ok, rồi lấy cái dưới luôn. Nóng không? Không nóng. Đó, cũng 10 inch á. Cái này là bánh 10 inch nè. Thơm quá. Mấy cái đồ tươi tươi thơm nha. Đó, được rồi. Cái này mình sẽ đem về, còn cái này mình ăn liền. Đó. Ô liu nè. Cái bologna, broccoli. Nó cắt sẵn cho mình luôn phải không? Ok, quá ngon. Chuẩn bị quá. Nhiều vậy? Ăn xong mấy bạn rồi. Không có biết. Chín đâu. Chín ship đâu. Chín hôm nay. Rồi, cái gì sao thẻ là... Chạc thẻ liền đi liền. Hey, topic pizza. Này, ăn thôi mấy bạn ơi. Đang chụp kim nè, lấy điện thoại chụp.